Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phần thiết kế một cái trang web ha. Một cái trang web đầy đủ thì chúng ta có một số cái thành phần quan trọng trong cái trang web của chúng ta. Ví dụ chúng ta có phần header là phần ở trên đầu, navigation, các bạn sẽ có cái phần menu điều hướng. Ở trong này chúng ta sẽ thiết kế một số cái quan trọng. Như vậy thì cái bố cục của trang web đó, thì phần header ở trên đầu của chúng ta, các bạn thấy có một số cái trang web người ta sẽ có những cái tiêu đề ở bên trên đầu. Ví dụ thầy đang có một cái trang web của mình ở đây, một cái trang web về quảng cáo bán bánh ha, thì ở phía trên đầu người ta có một cái màu để nhận diện thương hiệu và nó có cái logo rồi có chữ, chữ này là dạng menu đó các bạn, menu. Nên mình có khuyến mãi nè, đó, mình có thực đơn nè, mình có cửa hàng nè, đó, như vậy thì các bạn thấy là người ta đã đưa ra các cái menu. Và đối với lại một cái trang ở phía dưới này thì nó thay đổi, nhưng mà cái phần phía trên này nó không thay đổi thì chúng ta gọi là cái phần header. Rồi cái phần NVA này đây, navigation, thì chúng ta sẽ có cái menu. Thì đối với lại cái menu thì tùy theo các bạn, đôi khi các bạn thấy một cái menu nó ở dạng giống như là những cái menu mà chúng ta đang thấy, ví dụ đây file home hoặc gì đó cũng gọi là menu. Nhưng mà đối với lại cái trang web thì chúng ta đang thấy ở đây thì chúng ta cũng gọi đây là menu ha, thì nó có dạng menu ở dạng button. Vậy thì chúng ta sẽ dựa trên cái cấu trúc của cái trang web này, chúng ta sẽ làm cái bài thực hành ngày hôm nay đối với lại cái phần thiết kế giao diện của mình. Đó, cho nên các bạn, cái slide này các bạn có rồi, các bạn sẽ tìm hiểu thêm về phần lý thuyết về cấu trúc của một trang web. Header thì chúng ta sẽ có một cái số yếu tố nhận diện thương hiệu. Thì khi các bạn thiết kế, các bạn lưu ý ở chỗ này, mình sẽ thiết kế trang web này cho ai, người ta sẽ có logo gì, người ta có cái màu màu chủ đạo ha. Như vậy đối với lại trang web này, người ta dùng màu chủ đạo là màu cam. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu chủ đạo của trang web như thế nào để mà nhận diện cái thương hiệu của công ty. Đối với lại một số cái chủ đề thì nó có một số cái cách thiết kế. Đôi khi các bạn thiết kế khác người, đột phá thì cũng là một ý hay. Nhưng mà nếu như mà các bạn làm sao mà người dùng người ta khó nhận biết về cái trang web đó thì chúng ta cũng không nên xài. Ví dụ các bạn thiết kế về cái trang web về chủ đề là xanh đi, ví dụ như là mình có những sản phẩm rau sạch đó, những cái sản phẩm về thức uống cho sức khỏe mà các bạn sử dụng màu tông màu nóng, ví dụ như tông màu đỏ thì nó cũng không hay đó. Cho nên thì các bạn thấy là tùy theo cái lĩnh vực, tùy theo cái sản phẩm mà mình thiết kế thì mình sẽ có những cái tông màu chủ đạo nhất định, có những cái kiểu nhất định đó. Thì các bạn sẽ chú ý thêm về cái phần này. Đối với lại phần thiết kế header thì chúng ta sẽ có chiều cao chuẩn của nó là khoảng cỡ 60 pixel cho một cái trang web bình thường, chiều cao là 28 pixel, nhưng cũng tùy nhé, có thể đột phá. Nhưng mà đối với những cái cấu trúc kích thước như thế này nè, nó sẽ giúp cho cái tối ưu hóa cái giao diện của mình, được chưa nào, tối ưu hóa giao diện của mình. Còn nếu mà các bạn thấy nhỏ quá lớn quá thì các bạn cũng có thể điều chỉnh, nhưng mà nó có một số cái con số nhất định các bạn cũng có thể nên theo. Đối với lại một cái menu thì cái pending là cái phần mà chúng ta sẽ canh lề đối tượng. Đối với phần cha của nó thì các bạn sẽ để là 16, này là 16 pixel ha. Và ở đây các bạn thấy là một cái menu của một cái giao diện mobile, tức là trên điện thoại đó. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một số cái mục liên quan. Ví dụ như là nội dung của chúng ta ở phía dưới, nội dung này là nội dung chính nè. Menu điều hướng là cho chúng ta có thể là mở rộng menu ra. Các cái title của cái trang nội dung ở phía dưới này muốn nói về cái gì? Ví dụ như là danh mục sản phẩm, hay là chi tiết sản phẩm, hay là giỏ hàng, thì chúng ta sẽ thể hiện cái tiêu đề ở đây.
và các cái icon liên quan để chúng ta yêu thích hoặc là tìm kiếm. Được chưa nào? Hoặc là các bạn sử dụng điện thoại thì các bạn thấy có một số cái tính năng nó ẩn đi, nhưng mà khi chúng ta click chuột vào ba chấm thì nó sẽ xuất hiện. Như vậy người ta gọi là view menu bổ sung tùy chọn. Được chưa nào? Đó, thì đối với lại cái bài tập của mình ngày hôm nay, các bạn sẽ quan tâm đến thiết kế một cái trang web với một số cái giao diện, một số cái yếu tố mà các bạn sẽ lấy cái phần lý thuyết này để chúng ta sẽ quan tâm trong vấn đề thiết kế. Và đây là một số cái kích thước độ rộng 360 pixel, hoặc là cái mặt là cái canh lề của chúng ta là 16 pixel canh lề ha, 16 pixel canh lề từ biên ra. Đó gọi là mặt. Những con số này thì thầy cũng đã nhắc lúc nãy là các bạn sẽ có những con số chuẩn để mà khi mà mình thiết kế một cái trang web đó thì nó sẽ đúng chuẩn, thì mọi người nhìn vô nó sẽ có một cái thói quen, cái con mắt nhìn. Còn nếu như mà các bạn thiết kế khác chuẩn, lớn quá hoặc nhỏ quá thì nó không có cái thói quen, và người dùng người ta sẽ có cảm giác là không không thích thú cái trang web của mình. Còn con số này từ đâu ra thì người ta cũng đã nghiên cứu rồi, ví dụ như là 24 hay 16 thì người ta cũng đã nghiên cứu với một số cái giao diện của trang web nằm ở, hoặc là cái thiết kế của cái thiết bị ở trên điện thoại, hoặc là các bạn sẽ chọn là trên tablet hoặc là trên màn hình desktop, thì nó có một số cái kích thước chuẩn và chúng ta sử dụng cái kích thước chuẩn đó để chúng ta ra những cái con số này. Đối với lại cái thanh điều hướng navigation này thì chúng ta sẽ có ví dụ menu trên hoặc là cái menu ở dạng đứng như thế này. Chúng ta sẽ có một số cái quy chuẩn thiết kế. Các bạn sẽ tham khảo thêm menu ở dạng ngang. Được chưa nào? Hoặc là cái drop down menu. Menu ở dạng khi chúng ta click chuột phải thì nó sẽ sổ ra một cái menu. Thì chúng ta sẽ thiết kế đó. Đối với lại cái menu của mobile thì các bạn sẽ có kích thước ví dụ như từ trên xuống dưới là 56, khoảng cách giữa các cái đối tượng chúng ta chia cái khoảng cách ra là 120 pixel. Độ rộng của một cái đối tượng, độ rộng của một cái đối tượng chúng ta chừa cái khoảng cách là 80 TP. Đây là một cái đơn vị để chúng ta tính cái độ lớn. Các bạn tham khảo một số cái yếu tố để người ta cấu hình một cái vị trí của một cái đối tượng trong một cái giao diện ha. Và để đi qua thiết kế phần màu màu thì chúng ta sẽ chọn cái màu tương phản ha. Tương phản hoặc tương đồng. Tương đồng thì người ta hay gọi là tông xịt tông đó. Tông xịt tông thì nó có những cái bộ màu chuẩn, ví dụ như là màu vàng thì đi với màu vàng cát, màu vàng nghệ. Rồi màu xanh thì có xanh dương, xanh lá rồi đó. Thì nó có những cái màu như thế này. Ví dụ như màu vàng mà chúng ta đi với màu xanh thì nó có độ tương phản rất cao. Đôi khi người ta không dùng tương phản mà người ta dùng tương đồng. Tùy theo cái cấu trúc mà các bạn sẽ chọn những cái hệ màu chuẩn để mà các bạn thiết kế cho nó dễ. Ví dụ các bạn lên các bạn sợ chọn hệ màu chuẩn thiết kế web ha. Như vậy thì các bạn sẽ có một số cái hệ màu chuẩn cho thiết kế web. Như vậy thì mình nên sử dụng cái tông màu gì để cho nó có cái độ tương phản mà người ta nhìn vào nó sẽ tốt cho mắt. Đây, ví dụ như cái bảng màu của mình ở đây các bạn. Đó, các bạn thấy cái này là tông xịt tông nè. Đó, tông xịt tông. Rồi nó cũng có những cái bảng màu mà có cái độ tương phản cao. Đó, độ tương phản cao và người ta đã đưa ra những cái bảng màu chuẩn ở đây rồi. Thì các bạn có thể chọn cái mã màu để mà các bạn đưa vào cái website của các bạn, làm sao mà chúng ta nhìn vô cho con mắt của chúng ta nó dễ nhìn nhất nhé. Nên dùng kiểu nào và không nên dùng kiểu nào. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có là cái icon của chúng ta thiết kế nó bị sát biên quá, nó làm mất
mất icon thì tất nhiên là không tốt rồi. Và chúng ta thấy chỗ này khoảng trống nó cũng khá là nhiều, cho nên chúng ta đẩy các cái icon chúng ta vào và nhìn cho cái bố cục của cái giao diện của chúng ta nhìn cho nó dễ nhìn nhé. Tương tự như vậy thì ở chỗ này nó có một cái không tốt là các bạn biết cái gì không nào? Như vậy đối với lại cái không tốt ở đây nó sẽ có là quá nhiều màu à, đối với lại các cái icon của mình cũng như là với cái nền trắng mà chúng ta sử dụng quá nhiều màu, đôi khi là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối chúng ta lại không thấy một icon nào đó thì nó là cũng bất lợi à, bây giờ chúng ta nhìn trên hình chúng ta thấy rõ các cái icon nhưng mà đôi khi đối với lại một cái không gian khác, một cái ánh sáng khác thì chúng ta lại không thấy được các cái đối tượng một cách rõ ràng. Như vậy thì cái thiết kế của chúng ta cũng không tốt. Và chúng ta chọn thiết kế dưới để đảm bảo rằng là đối với lại đối tượng của mình khi các bạn nhìn vào thì nó màu là tông xịt tông nè, màu tím. Và ở đây cái logo nó cũng hơi tím sơ, nó cũng tông xịt tông thì chúng ta sẽ dễ nhìn, dễ chấp nhận đối với lại cái logo, đối với lại cái giao diện này nó không có làm chúng ta mỏi mắt. À, tí nữa thầy sẽ demo cho các bạn ở một cái bài thiết kế cụ thể luôn, một cái trang web cụ thể. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta đã đi qua về cái tổng quan về thiết kế. Các bạn sẽ xem lại giúp cho thầy về lý thuyết thiết kế nha. Tại vì cái thời lượng của chúng ta học không nhiều, cho nên là các bạn xem lại cái phần thiết kế header và phần thiết kế cái navigation để cho chúng ta thiết kế một cái trang web hoặc là một cái giao diện của mobile nó có một cái giao diện gọi là UI UX một cách tốt nhất. Rồi, chúc các bạn thiết kế một cái sản phẩm đẹp thành công.